chào mọi người một ngày mới nữa. Món ăn bếp kỳ duyên của ngày hôm nay của mình sẽ làm một món nữa, món chay, đó là món thịt đun. Mình có thể ăn với bánh hỏi, ăn với bún, bánh tằm. Thì bây giờ đây, tất cả đây là những cái khâu chuẩn bị. Mình có tỏi, hành, củ sắn. Và nước này là nước khìa. Nước ướp khìa. Chúng ta cho nước ướp khìa vô trong một cái chảo. Rồi mình sẽ cho một bịch ngũ vị hương vào. Rồi mình nêm nếm cho nó vừa ăn. Rồi. Còn đây là gà lát. Ngày hôm nay mình sẽ mình sẽ chọn cái món thịt của mình là bằng gà lát nha. Gà lát mình ngâm cho nó mềm. Ngâm xong khoảng chừng 10 phút, 15 phút thì chúng ta sẽ để vô chảo và luộc. Mình sẽ luộc khoảng cũng nó sôi lên khoảng 10 phút, 15 phút. Và đây là que tăm để mình chuẩn bị xả. Mình làm khoảng chừng hơn chục sâu. Rồi mình sẽ dắt cho nó khô nha. Cái món thịt đun chay này á, thì mình làm chay cho nên nó cầu kỳ lắm. Rất là nhiều khâu chuẩn bị. Thường xuyên thì mình không có làm để ăn, nhưng mà nhà có đám ăn bánh hỏi làm nó hơi tốn công một chút, cho nên cũng không có xuyên làm. Đồ chay thì nhiều người ta làm theo nhiều cách khác nhau với lắm, mỗi người một ý. Cho nên ngày hôm nay mình hướng dẫn là mình làm theo cái ý của gia đình mình. Rồi sau khi chúng ta dắt cho nó khô xong thì mình sẽ ướp. Bởi vì mình có cái nước khìa, mình cũng đã ướp vừa ăn rồi, cho nên ở trong cái miếng sườn này chúng ta không cần phải ướp cho nó quá là nhiều đồ ướp. Mình sẽ chỉ ướp xương qua thôi. Rồi đây là cái nước sốt của mình, nước sốt khìa. Mình sẽ cho một ít tỏi và hành vào. Tỏi và hành mình đã chuẩn bị đó. Ngày hôm nay tỏi và hành này mình không có khử, mà mình sẽ để chung với cái nước sốt của mình. Rất là ngon. Rồi tiếp tục mình sẽ nêm một ít hạt nêm. Bởi vì mình đã nói ở trong cái phần nước sốt của mình nó đã vừa ăn rồi. Vì vậy mà chúng ta không cần phải nêm nếm nhiều ở trong cái sườn này đâu. Đây là củ sắn. Và chúng ta sẽ sơ chế củ sắn, gọt xong rồi mình xắt ra miếng để mình xỏ sâu cùng với thịt. Rồi, đây là nước khìa của mình. Khìa rất là thơm ngon và hấp dẫn đúng không các bạn? Rất là tuyệt. Mình nêm thử rồi coi cái hương vị nó vừa ăn chưa. Rồi, tới tiếp tục là chúng ta sẽ bắt đầu xâu thịt nha. Nó cũng rất là nhanh gọn. Không có khó gì cả. Mình sẽ xâu thịt cùng với một miếng củ sắn ở trong trứng giữa. Chính giữa. Bởi vì cái miếng củ sắn nó cũng sẽ thêm chất ngọt cho mình.
Làm cũng rất là dễ mà nhanh nữa. Không có khó khăn gì, chỉ là hơi nhiều khâu chuẩn bị một chút thôi. Nhưng mà khi mình làm xiên lên thì mình cũng sẽ dễ dàng có một sâu thịt đun chay ngon. Ở đây thì khi mình làm xong thì mình sẽ ướp vô trong cái nước. Mình sẽ ướp vô trong cái nước khìa cho nó thấm. Trước một ngày cũng được. Rồi nếu mình làm đám thì mình nên làm trước một ngày đi để cho nó thấm vô trong cái xiên thịt của mình. Cái nước khìa nó thấm vô cái xiên thịt. Rồi mình cũng có thể là mình để lên chảo mình chiên sơ. Mình chiên sơ qua một chút thì nó sẽ làm cho miếng thịt nó săn lên, rồi chúng ta hãy nướng. Mình nướng trên than, than dừa. Mình để than vô rất là dừa, mình nướng lai rai nữa. Đúng rồi, cái sâu thịt của mình rất là ngon. Rồi, chúng ta được một sâu thịt rất là tuyệt vời. Như vậy thì khi mình sâu thịt xong, mình xiên thịt xong thì mình sẽ cho vào trong cái chảo nước khìa của mình. Ở trong cái chảo nước khìa này nó là một cái bịch ướp khìa và ngũ vị hương. Thì mình cũng cho một chút dầu và nước vô. Mình làm cho nó vừa ăn. Vậy thì khi mà mình để lên trên bếp mình nướng thì nó rất là thơm ngon. Tuyệt vời. Rồi, rất là ngon đúng không các bạn? Nhìn rất là tuyệt. Sau một sâu thịt đầu tiên. Cái này nó đã hết củ sắn rồi cho nên mình chỉ xỏ không như toàn là sườn không chứ không có củ sắn. Bởi vì củ sắn nó làm cho mình nó giống cái miếng thịt có mỡ hay hoặc là nó cũng sẽ tăng thêm cái độ ngọt. Nhưng mà cái này mình làm thì nó thiếu, nó hết củ sắn rồi thì mình cũng có thể xỏ không. Mình xỏ không như thế này mình nướng nó cũng ngon. Rồi xong, rất là đơn giản. Như vậy thì cái món thịt khìa của mình nó đã hoàn tất. Như thế này thì mình sẽ bắt cái chảo lên mình chiên sơ. Khi mình chiên sơ rồi thì nếu mình chưa có ăn liền thì mình có thể để tủ lạnh. Mình để tủ lạnh rồi xong chừng nào mình có muốn ăn thì mình sẽ cho than nướng lên, mình sẽ lấy ra nước. Bởi vì khi chiên sơ thì cái miếng sườn của mình sẽ săn lại, nó không có bị bở. Là nó vừa có cái độ dai mà độ mềm nữa. Vì vậy mà nó rất là ngon. Nó sẽ rất là bắt miệng đây. Thì ngày hôm nay mình sẽ lấy ra hai sâu để mà mình chiên. Mình chiên trước. Mình chiên sơ. Mình chiên ở trong cái chảo rất là ít dầu. Không có cần phải để nhiều dầu đâu. Bởi vì để nhiều dầu thì miếng sườn mình rút vô nó sẽ dễ bị ngán. Bởi vì mình đây là một cái món nướng mà đúng không? Vì vậy mà chúng ta sẽ chiên trên cái lửa rất là ít dầu. Rồi. Mình sẽ cho cái chảo nóng lên nha. Đây là những cái sâu mình sẽ chiên sơ thôi. Để mình để chuẩn bị để mình nướng sơ dưới lửa sao. Còn ngày hôm nay mình sẽ chiên trước hai sâu thịt không. Để mà mình chiên liền ở trên chảo. Ừ.
bảo đảm thì cho nó đều hết nè. Rồi chảo nóng mình sẽ cho vào chảo nha. Và cái mùi khìa nó đã bốc lên rất là thơm. Mình đã cảm nhận được cái mùi khìa chiên của mình nó đã bốc lên rất là thơm. Đây. Bởi vì mình đã hướng dẫn là chúng ta chiên sơ thì mình không cần phải chiên cho quá vàng nha các bạn. Mình chỉ chiên sơ trên cho cái miếng thường của mình nó ráo lại thôi. Rồi thì sau đó mình sẽ lấy ra. Mình nói là chiên sơ cho nên mình sẽ chở bề. Rồi đúng không? Rất là vàng, rợm ngon. Vừa vàng tới. Mình chỉ chiên sơ như vậy thôi cho nên khi mình nướng lên nó rất là ngon. Và cái sâu thịt của mình ngày hôm nay mình ăn thì mình sẽ chiên nó vàng hơn. Cái sâu thịt mà mình để rằng mình chiên mình nướng sau thì mình không cần chiên quá vàng, mình chỉ cần chiên sơ lược ngang thôi nha. Rồi cái sâu thịt này mình sẽ lấy ra. Bởi vì mình chiên xương cho nên nhìn nó thấy nó mình còn nướng nữa, mình còn nướng lại thêm một lần nữa. Vì vậy mà không cần thiết nó phải quá vàng. Và cái mít khìa còn lại này thì chúng ta sẽ đổ lên, chúng ta sẽ đổ lên trên cái sâu khìa của mình. Mình đổ lên cái sâu khìa đang mình để đó. Khi nào mình nướng thì mình sẽ tiếp tục mình để lên lửa than. Cái sâu của mình nó thì rất là ngon đúng không các bạn? Chỉ làm sơ lược vậy thôi. Rất là hấp dẫn. Đúng không mọi người? Bởi vì ăn chay á, thì đồ chay á, mình chế biến nó rất là phong phú. Nhưng mà tại vì mình nên làm xiên một chút đi. Rồi còn nếu mà không xiên thì mình ăn đơn giản là đậu hũ thôi. Nhưng mà thỉnh thoảng những cái món này á, thì không có ăn thường xuyên hàng ngày nhiều đâu. Thỉnh thoảng mới ăn thôi. Cho nên nó cũng không phải là vấn đề quan trọng. Rồi có đám tiệc rồi thì mình mới sử dụng những cái món này. Mình chỉ thương chiên sơ rồi. Mình đã nói rồi là mình chỉ chiên sơ thôi. Mình không cần chiên cho nó quá vàng nha. Chúng ta sẽ lấy những cái hành tỏi này ra. Bởi vì hành tỏi này nó khét lên thì nó sẽ không ngon. Giờ nó đang vừa rất là vàng. Mình sẽ lấy ra. Mình sẽ lấy ra và mình sẽ cho nó nghiêng dầu về một bên. Khi mình nướng lên đó thì cái hành tỏi này nó cũng sẽ bắt mùi thơm. Cho nên mình cũng sẽ rưới lên trên đây. Trên cái mấy cái sâu thịt mình đã chiên sơ rồi. Còn khi mình nướng lên nó cũng sẽ có một mùi thơm rất là ngon. Tuyệt vời. Bởi vì đây là sâu thịt ngày hôm nay mình ăn cho nên chúng ta chiên cho nó vàng hơn nha.
mình sẽ lấy bớt hành tỏi ra, cho lại những cái sâu mình đã lấy ra. Rồi những miếng chiên sơ của chúng ta nó đã hoàn tất. Như vậy thì cái này mình sẽ để tủ lạnh. Ồ, rất là vàng, ngon lắm, rất là tuyệt. Và đây là cái nước thì hồi nãy của mình ướp nó còn đó. Chúng ta sẽ rưới lên thêm một lần cuối cùng nữa nha. Thì khi mà rưới lên xong hết đàng hoàng thì chúng ta để tủ lạnh. Chúng ta để tủ lạnh thì khi nào mình ăn mình lấy ra mình sẽ nướng lại. Mình nướng trên bếp than nha các bạn. Thì nó sẽ có cái hương của đồ nướng, nó sẽ có khói. Thì nó sẽ có cái mùi vị khác. Nếu chúng ta chiên thì nó có một cái hương vị khác của đồ chiên. Khi chúng ta nướng lên thì nó sẽ có một cái hương vị khác của đồ nướng. Vậy đó. Và mỗi một cái cách chế biến thì nó có một cái hương vị khác nhau, chứ không có giống. Thì đây là một cái dĩa thịt thìa mà mình thịt đun mà mình chuẩn bị để mà bỏ tủ lạnh. Khi nào chúng ta cần ăn thì chúng ta sẽ lấy ra để đốt than lên mà nướng. Còn cái món thịt đun ngày hôm nay của ta thì chúng ta chiên trong cái chảo, nó không có cái gì mà lạ hết. Nó cũng là một là thịt đun, hai là thịt nướng, thịt chiên. Mình nói thêm nha, cái món thịt chiên này chúng ta ăn cùng với bánh mì, bún, bánh tằm hay là hoặc là bánh hỏi, thì nó cũng là một món rất là đặc sản dành cho người ăn chay nha các bạn. Rồi như vậy thì chúng ta sẽ lấy ra, thì mình muốn cho dầu nó ráo xuống, không có thấm nhiều dầu thì mình sẽ để cho rồi dầu nó chảy xuống nha. Rồi như vậy là cái món thì chiên của mình, thịt đun của mình ngày hôm nay mình làm một ít chiên để gia đình mình thưởng thức trong bữa cơm chay ngày hôm nay của buổi sáng nha mọi người. Mời mọi người cùng thưởng thức nha. Những cái miếng thịt của mình nó nhìn cũng rất là bắt mắt, hấp dẫn lắm. Rồi cái dĩa thịt đun của mình ngày hôm nay mình chiên nhưng mà nhìn nó rất là bắt mắt. Mời mọi người cùng thưởng thức nha. Một dĩa thịt đun chay rất là tuyệt vời. Chúc một ngày mới vui vẻ, an lành, hạnh phúc. Tôi xin cầu nguyện cho hòa bình thế giới, chúng sanh an lạc. Nguyện hào quang của Đức Phật A Di Đà soi rọi, cứu độ chúng sanh, dịch bệnh qua mau, mọi người được yên bình, hạnh phúc. Nam Mô A Di Đà Phật. Khi mình thưởng thức thịt đun của mình thì mình sẽ rắc mè lên nha các bạn. Mình rắc một ít mè lên, nhìn thấy miếng thịt đun rất là ngon, hấp dẫn. Vừa bắt mắt mà vừa rất là ngon. Mời mọi người cùng thưởng thức nha. Tạm biệt, hẹn gặp lại. Mời hàng sớm và hàng sớm.